xuất bóng cũng như có thể đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Văn Toàn dứt điểm, nguy hiểm, bàn thắng này đến với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, rất bất ngờ, khiến cho Tuấn Mạnh bó tay. Trước đó chúng ta có thể nhìn thấy tốc độ của Văn Toàn là rất tốt. Văn Toàn, cơ hội rõ rệt dành cho Anh Gia Lai. Văn Toàn vẫn là Văn Toàn, sút bóng. Anh Gia Lai dẫn 1-0. Trong một tướng 3-2, thì một mình anh đã sử dụng nỗ lực cá nhân để ghi bàn thắng giúp cho Anh Gia Lai vượt lên. Đá chéo góc cực kỳ lạnh lùng. Hãy cùng xem lại tướng này. Rất thuận lợi dành cho Hoàng Gia Lai. Văn Toàn, đường truyền tuyệt vời này là của Lương Xuân Trường đã loại bỏ được Sâm Ngọc Đức. Và Văn Toàn đã thực hiện một cú duỗi mù. A Hoàng đánh đầu. Tỷ số là 1-2 cho Hoàng Anh Gia Lai. Bàn thắng của Văn Toàn. Đường truyền vào là của A Hoàng. Văn Toàn đã di chuyển rất khôn ngoan. Văn Toàn đã qua người rất nhanh và tung ra cú dứt điểm. Ngay cả trước mặt anh là Almeida, Văn Toàn vẫn có một pha thoát người thanh thoát để tung ra pha sút bóng. Cú dứt điểm quyết đoán đã đánh bại thủ thành Quang Tuấn. Tình huống không hiểu nhau. Một cơ hội, một Tuấn Tài. Wow! Tỷ số được xem bằng 1-1. Sai lầm bất ngờ của cầu thủ Quảng Nam. Và Sông Hoàng An đã có bàn thắng. Và phản công của Sông Hoàng An rất hay. Mà đội công rất hấp dẫn thôi. Tuấn Tài ghi bàn trong 3 trận đấu liên tiếp. Pha lắc đầu đầy cảm giác của Hồ Tuấn Tài. Pha chuyền vào từ cánh phải rất chính xác của Đình Kiến. Tình huống phạm lỗi của Sĩ Sâm và trận đấu vẫn đang tiếp tục diễn ra. Hồ Tuấn Tài qua đường hoàng phía xa. Từ thời điểm phút thứ 21 của trận đấu này, bóng lại thuộc về Sông Lam Nghệ An. Và Văn Đức rất kỹ thuật. Tuấn Tài, hay không? Một cú đúp của Hồ Tuấn Tài. Ba trận tìm tòi, nhưng đến ngày hôm nay thì Hồ Tuấn Tài đã có được 2 bàn thắng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Thua trận đấu này, khoảng cách với những bóng xếp trên sẽ ngày một xa dần. Duy Khánh, Tiến Linh, vẫn là Tiến Linh. Tiến Linh tuyệt vời, pha đồng diễn và solo tuyệt vời của tiền đạo số 1 ở đội tuyển quốc gia thời điểm hiện tại. Rất nhiều người sẽ vui mừng với bàn thắng này của Tiến Linh. Thầy Park chắc chắn là sẽ rất vui, các cổ động viên Bình Dương cũng vậy. Và bản thân Tiến Linh cũng sẽ rất hạnh phúc với bàn thắng đầu tiên của mình ở mùa giải này. Một lần nữa Tiến Linh lại thể hiện được cái duyên ghi bàn. Đá nhịp nhàng. Dứt điểm. 1-0 cho BKB Bình Dương. Đó là pha ghi bàn của Tiến Linh. Cả hai bàn thắng trong hiệp 1 này đều rất đẹp mắt. Bây giờ là phản công cho BKB Bình Dương. Tiến Linh. Vẫn là Tiến Linh. Cơ hội. Dứt điểm. Bao. Bàn thắng
trước kia phút thứ 54. Abouali tiến lên, nguy hiểm, rất bất ngờ. Bàn thắng mở tỷ số cho Bayern Bình Dương và đó là Tiến Linh. Một pha bật cao và dứt điểm bằng đầu quen thuộc của tiền đạo số 1 đội tuyển quốc gia thời điểm hiện tại. Tiến Linh đã ghi bàn thứ 4 của mình ở mùa giải này. Một tình huống tưởng chừng như không có gì nguy hiểm, nhưng sự chính xác của đường truyền và đặc biệt là phẩm chất tuyệt vời của Tiến Linh đã khiến cho Hà Nội phải nhận bàn thua. Nguy hiểm, 2-0. Và dứt điểm rất nhanh của Tiến Linh. Đúng là mùa giải này Tiến Linh không ghi nhiều bàn. Đây mới là bàn thắng thứ 5 của Tiến Linh ở mùa giải này thôi. Nhưng 5 bàn thắng của Tiến Linh đều là những siêu phẩm, đều là những bàn thắng rất đẹp mắt và đẳng cấp. Tiến Linh càng ngày càng cho thấy khả năng dứt điểm toàn diện của mình. Đây là một tình huống tranh chấp quyết liệt trong khu vực 16m50 và Tiến Linh bằng hai chạm rất nhạy cảm đã mang lại bàn thắng cân bằng tỷ số cho BKM Bình Dương. Một lần nữa hàng phòng ngự của Anh Gia Lai lại phòng ngự không dứt khoát. Cơ hội dành cho Văn Quyết, bắn lên rất nhanh, Văn Quyết có rồi. Quý, đừng trả lại cho tay này lại cho Văn Kiên. Bắt đầu. 4 phút sau khi Rivaldo bỏ lỡ cơ hội dành cho Văn Đền, thì kinh nghiệm và kỹ năng dứt điểm của đội trưởng Văn Quyết đã tỏa sáng đúng thời điểm. Bây giờ sẽ là cơ hội dành cho Văn Quyết. Bàn thắng dành cho Hà Nội. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Nụ cười của Văn Quyết. Đường chuyền cho Di Mario không có lối biên vị. Phía trong có Văn Quyết. Văn Quyết đánh đầu, có vào. Đã có bàn thắng thứ hai, không phải là một pha đánh đầu mà đó là một tình huống dứt điểm bằng chân của đội trưởng Câu lạc bộ Hà Nội. Rất tuyệt vời. Đường chuyền khoảng trống rất hay của Di Mario. Và cuối cùng thì tỷ số đã được nâng lên 2-0. Người ghi bàn là đội trưởng Văn Quyết. Bàn thắng thứ 5 của Văn Quyết cho Câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay. Của lỗi việt vị của cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh, Công Phượng. Không được. Bóng vẫn trong chân Công Phượng. Rất hay. Sút chắc trái. 2-0 cho cao thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng đã lên tiếng. Có thể nói đến lúc này thì Công Phượng không phải là bàn thắng của Công Phượng. Chúng khác là bàn thắng của Công Phượng, nhưng Công Phượng đã chơi rất hay ở trong trận đấu này. Một bàn thắng thể hiện được tất cả những gì tốt nhất mà người ta đã từng biết đến Công Phượng kể từ khi anh xuất hiện cùng với đội tuyển U19 Việt Nam. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn này của Công Phượng. Đã có những nhịp cản phá của cao vệ Viettel. Không việt vị, Huy Toàn. Công Phượng đã có bàn thắng cho Công Phượng, bàn thắng thứ hai của Công Phượng trong hai trận liên tiếp và anh không ăn mừng. Công Phượng không ăn mừng. Gustavo bị kéo ra biên và bên trong thì Huy Toàn và Công Phượng đã phối hợp với nhau hoàn hảo. Sang Công Đức. Hay, Công Phượng! Tỷ số là 1-2. Đáng kẹt vào những công việc của Công Phượng đã chấp nhận vừa rồi. Sang Công Đức và Công Phượng đã tìm thấy nhau ở trong một trận đấu rất đơn giản. Những điểm kẹt của Sang Công Đức thực sự là đủ kéo đá và công minh. Với Công Phượng thì đó là bàn thắng thứ 3 ở Việt Nam. Sơn, Amiro Bande, sút bóng, vẫn còn gửi vào, pha ghi bàn của Công Phượng. Phút thứ 5 của trận đấu, Công Phượng đã khai thông thế bế tắc. Những pha xử lý lúng túng của hàng phòng ngự Thảo Ninh, một cú đá trượt, tuy nhiên lại là một pha chuyền bóng quá đẹp cho Công Phượng. Sự áp sát của Phi Sơn và đây là phạt công cho Thành phố Hồ Chí Minh. Công Phượng vẫn là Công Phượng. 2-0, một pha độc diễn của số 21 Nguyễn Công Phượng.
và bàn thắng thứ hai của Thành phố Hồ Chí Minh trong trận đấu này, và đó là dấu ấn thứ 5 của Công Phượng trong mùa giải. Một tình huống mang đậm phong cách kỹ thuật của Công Phượng. Chúng ta cùng xem lại tình huống đồng diễn của tiền đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Qua được Thiago Melo và pha xử lý bất ngờ bằng chân trái đã đánh gục Đinh Xuân Việt. Một pha xử lý rất kỹ thuật và đúng với sở trường của tiền đạo này. Nhiều người tiếc rằng trong trận bán kết quốc gia gặp câu lạc bộ Hà Nội, nếu như Công Phượng không bị treo giò và không vắng mặt thì rất có thể đó sẽ là một trận đấu đáng chờ đợi hơn. Bây giờ thì Công Phượng mới có bóng. Làm gì? Một tình huống vỡ bốn hai. Công Phượng 3-0. Một pha dứt điểm ở góc hẹp đã giúp cho Công Phượng lập cú đúp ở trận đấu ngày hôm nay. Niềm vui liên tiếp đến với các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh, với các cổ động viên trên khán đài sân vận động Thống Nhất. Công Phượng lần lượt có bàn thắng thứ 5 và thứ 6 của mình ở mùa giải năm nay. Một chiến thắng dễ dàng dành cho các trò của Lê Đình Trung Bày Sông ngay trong 45 phút đầu tiên. Một pha xử lý bất ngờ, trong khi hệ thống phòng ngự và cả thủ môn Liêm Đầu của Dương Đã Nam Định đang chờ đợi một đường cắt ngang. Thì số 21 của Thành phố Hồ Chí Minh đã lựa chọn giải pháp dứt điểm ngay ở góc hẹp. Rất khó để cho Nam Định có thể tạo ra được một bất ngờ trong một thế trận như thế này. Ít nhất là những gì đã diễn ra trong hiệp thi đấu đầu tiên.